Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hoàng. Xin phát lộc chúc cho quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là tốt lành và gặp nhiều may mắn. Lexus RX thì đã ra mắt tại Việt Nam cho tới nay thì cũng đang được khoảng tầm 1 năm rưỡi. Đã có rất nhiều chiếc xe được bàn giao tới quý khách hàng trên toàn quốc. Hoàng cũng rất là vinh dự khi mà được bàn giao cho khá là nhiều quý anh chị các bạn sử dụng xe. Và đến ngày hôm nay thì Hoàng cũng nghĩ là đến lúc thích hợp để Hoàng ra clip này. Ngày hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn hướng dẫn sử dụng mẫu xe Lexus RX thế hệ mới, bao gồm các mẫu xe như là RX 350 Premium này, Luxury này, 350 S-Sport này và 500mAh S-Sport Performance. Và một số mẫu xe như là Lexus RX 350 hay là LM 500mAh thì đâu đó cũng có một số cách sử dụng nó gần giống so với cái mẫu xe RX này. Thì quý anh chị các bạn có thể tham khảo. Hoàng đã để sẵn một số cái mô tả ở phía dưới, bao gồm các tính năng nào mà cần sử dụng như thế nào thì Hoàng đã ghim sẵn mốc thời gian ở phía dưới. Quý anh chị chỉ cần bấm vào phần mô tả này hay là di đến phần comment để xem các phần mốc thời gian mà Hoàng đã ghim sẵn ở dưới nhé. Và Hoàng cũng rất là mong quý anh chị và các bạn quan tâm đến xe Lexus RX thì hãy liên hệ với Xuân Hoàng để Hoàng có cơ hội được phục vụ quý anh chị. Và bây giờ thì xin phép mời quý anh chị và các bạn cùng với Xuân Hoàng để cùng sử dụng mẫu xe Lexus RX. Đầu tiên đó là về chìa khóa của xe Lexus RX. Thì đây chính là chìa khóa của mẫu xe. Ở trên chìa khóa xe sẽ có nút bấm như là nút khóa xe này, mở xe này, mở cốp từ xa này và báo động để chúng ta tìm xe ở những nơi chúng ta quên mất cái vị trí đỗ hay là những bãi đỗ xe rộng. Đó. Và chìa khóa xe sẽ có một chìa khóa cơ nằm ở phía trong. Đây chính là chìa khóa cơ này. Đấy, chúng ta bấm vào nút push, bấm và rút cái chìa khóa ra. Và thông thường một chìa khóa của Lexus sẽ có tuổi thọ khoảng từ 2 đến 3 năm. Và nếu như chúng ta mua xe mới sẽ có 3 chìa khóa thì chúng ta cần phải thao tác là được tắt cái tín hiệu từ một chìa khóa đi để tích cực pin. Thì chúng ta sẽ làm như sau ạ. Đầu tiên chúng ta giữ chặt một tay giữ nút bấm và một tay giữ nút mở khóa hai lần đồng cùng một lúc này. Đấy, thì cái đèn màu đỏ nó nháy lên tầm 4 lần này, nó tắt luôn. Thì từ nay là cái sóng tín hiệu nó sẽ không còn dùng được với chìa khóa thông minh với xe này nữa. Đây, quý anh chị xem đây ạ. Khi mà Hoàng đến gần mà Hoàng muốn dùng mở cửa nhé, thì đặt tay vào cửa nó sẽ không có hoạt động tính năng mở cửa nữa. Đấy, đây là tính năng mà tiết kiệm pin dành cho chìa khóa chúng ta ít dùng. Nó sẽ không bắt tín hiệu để nổ máy hay là mở cửa từ xa được. Còn nếu muốn kích hoạt lại thì chúng ta chỉ cần là bấm nút một nút bất kỳ thôi. Ví dụ một nút mở khóa này. Đấy, thì lúc này thì cái chìa khóa đã được kích hoạt trở lại và chúng ta có thể mở khóa này và khóa xe như bình thường này. Đấy, đây là phần tiết kiệm pin này. Và khi chìa khóa này hết pin thì chúng ta cần phải thay pin. Thì chúng ta làm như thế nào? Đây ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ rút chìa khóa cơ ra này. Đây là khóa cơ này. Đấy. Và cái phần cong hình chữ L này chúng ta sẽ xoay ngược lại và dùng hai tay này đẩy nó ra. Đấy. Thì đây chính là phần pin của chìa khóa RX 350, dòng RX nói chung. Thì pin nó là pin Panasonic có mã là CR2032. Chúng ta có thể đến các đại lý siêu thị điện máy để mua cái pin này hoặc là đến với Lexus chính hãng để chúng ta mua cái pin này lắp vào. Thay thế cũng rất là đơn giản thôi. Đóng vào và đóng chìa khóa cơ vào. Rồi. Và mỗi chiếc Lexus RX thì sẽ có 3 chìa khóa, chúng nó là 2 khóa bấm và 1 khóa thẻ. Thì đây chính là chiếc khóa thẻ của chiếc xe với thiết kế nhỏ gọn mà dẹt. Thì chìa khóa này cũng giống như chắc chìa khóa bấm là chúng ta cũng có thể là dùng để mở cửa, khóa cửa, nổ máy. Chỉ có điều là nó sẽ không có nút bấm ở trên phần chìa khóa để chúng ta điều khiển từ xa. Và với chìa khóa thẻ này chúng ta vẫn có một chìa khóa cơ và thay pin. Thì chìa khóa cơ thì chúng ta chỉ cần là ở cái phần chấm trắng này bấm vào và rút chìa khóa ra là khóa cơ. Đấy, đây là khóa cơ. Còn khi mà hết pin thì chúng ta sẽ thay bằng cách là ở phần logo này. Quý anh chị nhìn lên này, sẽ có một cái phần cái dây này. Chúng ta sẽ bóp chặt và rút ra thì sẽ là thay pin. Đây ạ. Thì đây chính là cái pin của chìa khóa. Đấy. Và trong trường hợp quý anh chị mà ở gần các đại lý Lexus hoặc là Toyota thì tốt nhất chúng ta nên vào các đại lý chính hãng để chúng tôi có thể thay pin cho quý anh chị cho yên tâm nhất ạ. Và đầu tiên là cách đóng mở cửa xe. Chỉ cần chìa khóa trong người thôi, chìa khóa trong người thôi. Và trên bốn cánh cửa xe thì đều có những cái sóng radar. Chúng ta chỉ cần cách khoảng tầm 70 phân thì chúng ta có thể dùng chìa khóa tính năng là mở cửa khóa thông minh. Đầu tiên để khóa xe thì trên bốn cánh cửa đều có một cái mã vạch này. Thì chỉ cần chạm vào cái mã vạch này. Đấy là cửa sẽ tự động khóa này. Đấy, cửa đóng này. Đó. Và khi chúng ta muốn mở cửa xe thì khi mà đến gần ấy thì chỉ cần đặt tay vào cánh cửa xe này là cửa mở này. Đó.
và ở trên cái phần tay nắm cửa này nó sẽ có một cái nút bấm, nó gờ ra, chúng ta bấm nhẹ vào này, đó là mở cửa ra này, đó là bên ngoài. Và ở bên trong thì chúng ta sẽ mở một cách khác, nó không giống các cửa thông thường, bởi vì đây là cửa điện tử Relax. Chúng ta sẽ cầm rất là thuận tay, tay ngón tay trỏ cầm vào trong này này và tay cái này, chúng ta sẽ bấm vào cái phần nút GG này, bấm này và có lực đẩy nó nhẹ ra, đấy, rất đơn giản, bấm này, đẩy ra, rồi, đó là cách thông thường. Và trên cánh cửa điện tử này sẽ có tính năng là hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, tức là nếu chúng ta đang ở trên đường mà chúng ta bấm mở cửa ra mà có phương tiện phía sau lao tới thì radar gọi là cảm biến điểm mù, cảm biến cảnh báo điểm mù sẽ phát hiện và cảnh báo chúng ta. Và nếu mà cái phương tiện đó đi lên mà có nguy cơ là va chạm với cái phần cánh cửa này thì tính năng mở cửa điện nó sẽ hủy kích hoạt, tức là lúc đó thì chúng ta sẽ không thể bấm để mở cửa ra được nữa. Đó là tính năng mà dành cho những tình huống khẩn cấp. Rồi bây giờ thì Hoàng sẽ chuẩn bị ra khỏi xe và đằng sau có một cái xe lao tới này, và khi Hoàng mở cửa ra này, đấy, hệ thống sẽ nhận diện được phương tiện lao tới và không cho kích hoạt tính năng mở cửa điện để tránh việc là người ta đâm vào cửa xe của chúng ta. Một lần nữa nhé. Đấy. Thì tính năng này sẽ hoạt động trên cả bốn cánh cửa. Thì thứ nhất, nếu chúng ta không muốn kích hoạt tính năng đó, bởi vì ở phố phường đôi khi là nó hơi đông người, đông đường ấy. Người trên đường đông thì cái việc mà người ta đi liên tục như thế thì nó rất là khó để mở cửa ra. Thì ta sẽ tắt cái tính năng mở cửa xe an toàn đi. Thì chúng ta sẽ làm như sau ạ. Ở trên màn hình cảm ứng chúng ta sẽ chọn vào phần hình ô tô này. Hình ô tô này. Sau đó chọn vào phần là hỗ trợ lái xe này. Rồi. Ở trên mặt này sẽ có là hỗ trợ ra khỏi xe. Đây, chúng ta tắt đi. Đấy. Thì lúc này là cái tính năng cảnh báo gọi là hỗ trợ ra khỏi xe an toàn nó sẽ mất và chúng ta sẽ mở ra bình thường. Đó. Đó là cái thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ mở bằng cách làm dạng thủ công, tức là mở cơ. Thì chúng ta khi mà chúng ta muốn mở ra nhanh ý, thì chúng ta sẽ dùng là cái lẫy này, chúng ta móc ngược ra. Móc hai lần. Một này, hai này, nó sẽ mở ra được. Đó là cách mở thứ hai. Và cái tính năng mở lẫy cơ này nó sẽ tự động kích hoạt khi mà xe chúng ta bị hết điện. Và vì đặc tính cửa này là cửa điện Relax, và trong một tình huống nào đó chúng ta có thể quên tắt đèn hay là để lâu thì xe sẽ bị hết ắc quy. Khi lúc đó thì chúng ta muốn mở vào cửa xe thì nó sẽ không hoạt động nữa. Thì lúc này thì chúng ta cần phải dùng đến chìa khóa cơ để mở. Và cái ổ khóa cơ thì nó sẽ nằm ẩn sau cái phần tay nắm cửa này. Đấy, thì bây giờ Hoàng hướng dẫn quý anh chị là cách chúng ta dùng chìa khóa cơ để mở cửa xe khi mà xe bị hết điện. Đấy, đầu tiên là chúng ta cần một cái vật cứng như là cái chiếc thẻ ATM này. Với đầu cạnh nó nhỏ gọn là chúng ta đưa vào phần tay nắm cửa xe này. Quý vị nhìn này, đây có một cái khe này. Đặt vào thẻ vào đây này, xong bật sang trái này. Đấy, tạch mà chúng ta sẽ móc ngược lại đằng sau này. Đó, thì đây chính là phần ổ khóa cơ. Lúc này chúng ta sẽ rút chìa khóa cơ ở trong khóa thẻ ra, chìa khóa xe ra. Push, bấm vào này. Và rút ra. Thì đây chính là phần chìa khóa cơ để chúng ta dùng với tính năng này. Đó. Và khi chúng ta dùng chìa khóa này, quý vị nhìn này. Ở dưới đây có một cái lẫy này. Đấy, chúng ta bẻ khóa này và chúng ta mở lẫy cửa này. Đó là mở cửa xe. Và nhân tiện cái việc là chúng ta bị trong trường hợp mà xe bị hết điện thì chúng ta cũng cần phải sạc ắc quy. Thì đây sẽ là cách chúng ta để sạc ắc quy nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải mở nóc capo. Thì ở vị trí đầu gối trái mà chiếu lên phần tablo này. Đây này, đây chính là phần mở nóc capo này. Gạt mạnh này. Rồi. Ok. Ở phần chính giữa của nóc capo thì chúng ta sẽ chiếu lên từ logo này chiếu lên này. Ở đây sẽ có một cái lẫy và chúng ta sẽ đưa tay vào trong và gạt lên này, móc lên này và bật lên. Rồi. Đây ạ. Ở đây chính là khoang động cơ của xe. Thì nằm ở bên phía bên tay phải khoang động cơ chính là phần ắc quy. Ắc quy của các dòng xe máy xăng nhé. Thì sẽ nằm ở đây. Ở đây sẽ có cực màu đỏ là cực dương. Ở bên này là cực âm để chúng ta sạc ắc quy. Và nhân tiện ở trong khoang động cơ thì ngoài phần ắc quy chúng ta còn quan tâm đến nữa là phần dầu máy của hộp số động cơ. Thì đây chính là que thăm dầu này. Quý anh chị rút ra này. Đấy. Và chỉ cần kiểm tra thôi. Dầu ở trong cái mức hai dấu chấm trắng trắng này nằm ở trong này thì là luôn luôn ổn định. Đó, đơn giản vậy thôi. Ngoài ra một điểm nữa đó chính là
nước rửa kính. Thì phần nó màu đen này, đây chính là phần đổ nước rửa kính, dung dịch nước rửa kính nhá. Đấy, để cho quý anh chị biết. Thực tế thì khi chúng ta mỗi lần chúng ta bảo dưỡng định kỳ thì chúng tôi luôn luôn là có phần thay dầu này và kiểm tra dung dịch nước rửa mát để thay cho quý anh chị. Nên tốt nhất là quý anh chị hãy đến với chính hãng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đối với mẫu xe hybrid là RX 500H thì phần ắc quy để sạc và của xe ấy sẽ nằm ở phía sau đây ạ. Chúng ta sẽ mở nắp cốp phía sau lên và đây chính là phần ắc quy của xe RX 500H, mẫu xe hybrid. Gần như tất cả các mẫu xe hybrid nói chung của Lexus thì đều có phần ắc quy nằm ở phía sau đây khi chúng ta muốn sạc xe. Và tiếp theo là phần cửa cốp phía sau. Thì để mở cửa cốp phía sau chúng ta sẽ có rất là nhiều cách. Đầu tiên là chúng ta dùng trên chìa khóa này. Quý anh chị lưu ý là đối với cửa cốp sau thì khi mà xe trong tình trạng là khóa cửa thì chúng ta cần phải bấm nút mở cửa, sau đó nút mở cốp thì cốp mới mở lên. Đây ạ, bấm mở khóa này và bấm nút mở cốp này. Đó. Cách thứ hai là chúng ta sẽ bấm trực tiếp ở trên cánh cửa xe. Bấm trực tiếp vào trên cánh cửa xe ngay dưới chữ X này, chứa xuống sẽ có một nút bấm cao su này. Đấy. Cách thứ ba là chúng ta bấm ở trên phần trong lúc khoang điều khiển này, ngay bên trái vô lăng, nút bấm mở cốp đây. Đấy. Và cách cuối cùng là chúng ta dùng tính năng là mở cốp rảnh tay, tức là đá cốp. Thì quý anh chị chỉ cần đá hơi nhẹ vào phần khoảng ở dưới gầm xe thôi là được. Đây ạ. Chúng ta cũng có thể dùng 4 cách tương tự để chúng ta hạ cốp xuống. Và ở trên thành cốp này thì sẽ có các nút bấm đây ạ. Đầu tiên là nút bấm bên tay phải đi, đó là đóng cốp và khóa cửa luôn. Đây ạ. Chúng ta cần phải đứng rất là xa ra, đứng xa cái phần cửa xe ra. Đấy, khi mà không còn chướng ngại vật thì cửa mới đóng xuống để tránh va chạm vào người ở dưới phần cốp cửa. Đấy, quý anh chị thấy là cửa xe đã khóa rồi này. Gương cụp này. Đấy. Và nút bấm thứ hai là nút bấm đóng cốp. Đấy. Chúng ta bấm trực tiếp vào để đóng cốp. Thì ngoài tính năng là đóng cốp ra thì tính năng này có thể giúp chúng ta là một tính năng nữa là lưu giữ cái phần khoảng cách khoảng cao thấp cái việc mở cốp. Ví dụ quý chị muốn hạ thấp cái việc mở cốp xuống thì chúng ta sẽ làm như sau. Bấm đóng cửa này. Và bấm một lần nữa ở cái điểm mà chúng ta cần giữ cái chiều cao và mở cốp. Đây, ví dụ như thế này. Và chúng ta muốn lưu giữ cái khoảng cao này thì chúng ta sẽ giữ chặt này, khoảng tầm 3 giây này. Đấy, có một cái tiếng kêu tít dài thì đây chính là cái việc nhớ vị trí mở cốp. Bây giờ họ sẽ đóng này. Và mở này. Đấy, đây chính là cái vị trí mà chúng ta nhớ vị trí mở cốp. Và có một cách nữa để chúng ta dùng cái tính năng vị trí mở cốp này, nó sẽ là trong màn hình của xe. Ở trong màn hình cảm ứng của xe thì chúng ta chỉ cần bấm vào hình ô tô này. Đấy, kéo xuống dưới này. Tùy chỉnh này. Điều khiển cửa này. Và kéo xuống dưới. Đấy, kéo xuống dưới. Sẽ có là cốp cửa sau này, nó chính là cốp sau. Vị trí mở này. Vị trí mở bấm ở đây này, nó sẽ có 5 vị trí. Số 5 sẽ là vị trí cao nhất và số 1 là vị trí thấp nhất, tùy chỉnh theo từng vị trí mà chúng ta muốn chỉnh độ cao hay thấp của cốp sau. Đấy. Số 5 sẽ là vị trí cao nhất. Một phần không thể thiếu đó chính là phần lốp xe. Thì chúng ta cần quan tâm cái việc là bơm áp suất lốp là bao nhiêu. Thì đối với các dòng xe Lexus thì chúng ta chỉ cần nhìn vào phần thành cửa xe ở phía người lái. Đây ạ. Ở đây sẽ có ghi rõ là các mức áp suất lốp mà chúng ta cần bơm. Ví dụ như là đây là cái chỉ số lốp của xe là vành 21 inch này. Thì đối với tốc độ dưới 190 km/h thì chúng ta sẽ bơm 4 lốp là 230 kPa, tức là 2,3 ấy. Còn khi chúng ta đi với tốc độ trên 190 km/h thì chúng ta sẽ bơm là 2,6. Thì thông thường ở Việt Nam cũng không thể đi tốc độ cao như thế này. Thì quý anh chị hãy bơm ở mức 2,3 đến 2,5 cho Xuân Hoàng nhé. Như thế này là 2,3 là tốt nhất này. Để xem trực tiếp 4 lốp này, lốp nào bị non
thì chúng ta sẽ cần phải nhìn vào màn hình. Đây ạ, chúng ta sẽ vào màn hình. Rồi, ở trên màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ bấm vào hình ô tô này. Sau đó chúng ta kéo xuống, chọn option lốp này. Đây chính là 4 option lốp của xe. Đấy. Thì đối với các mẫu xe thông thường thì sẽ yêu cầu là 2.3 để chúng ta biết, còn khi lốp nó non chúng ta báo chúng ta biết này này. Đấy, để chúng ta tìm lốp đang bị non để bơm thêm. Và khi chúng ta có thay lốp thì lúc này thì cái đèn, thì khi mà thay lốp xong ấy thì thường nó sẽ có một cái đèn cảnh gọi là đèn báo màu vàng, hình chờ dấu chấm than màu vàng báo là lốp có lốp bị có vấn đề. Nó sẽ hiển thị nhấp nháy ở trên phần màn hình điều khiển lái. Thì lúc này chúng ta cần phải cài đặt một số chạy một số cài đặt để nó tắt cái cảnh báo nó đi. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta bấm vào hình ô tô này. Kéo xuống này. Tùy chỉnh này. Rồi, lại kéo xuống tiếp. Đến option lốp. Option lốp này. Ở đây chúng ta sẽ chọn là đăng ký lốp mới. Đấy, tiếp tục này. Thì lúc này là màn hình tự động chạy lại và kết nối với phần option lốp để tắt cảnh báo đi. Và quý anh chị chỉ cần đi một đoạn thôi nhé, thì tự động là nó sẽ biến mất cái hình cảnh báo option lốp đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến phần nắp bình xăng. Đây ạ. Thì để mà mở phần nắp bình xăng để chúng ta đổ xăng ấy, thì nắp bình xăng sẽ nằm ở bên phía tay trái, nằm cùng với hướng người lái. Và để mở nắp bình xăng thì chúng ta phải bấm ở trên phần táp lô cửa đây, bên trái vô lăng đây có nút bấm mở bình xăng này. Chúng ta bấm vào đây này. Đấy, lúc này là lắp đã mở ra đây. Chúng ta mở ra. Đấy. Bình xăng này thì chúng ta sẽ đổ là xăng A95 quý anh chị nhá. Là chất lượng xăng gần như cao cấp nhất bây giờ ở Việt Nam rồi. Đấy. Và khi mà đổ bình xăng xong thì để muốn xem với chúng ta là với cái lượng xăng này chúng ta còn đi được bao nhiêu cây thì chúng ta cần phải xem ở trong cái màn hình của xe. Đối với các bản cao cấp trên bản premium thì phần dung tích bình nhiên liệu sẽ được báo số km còn lại đi ở đây. Nó báo luôn này. Ví dụ như chiếc xe này là bản luxury là nó báo luôn là nhiên liệu thấp và chúng ta cần phải nạp nhiên liệu. Đó, đây là cái phần số km chúng ta còn đi được. Đối với bản RX 350 Premium thì phần hiển thị số km còn đi được với lượng xăng còn lại sẽ nằm ở trên phần màn hình điện tử ở phía bên tay trái của màn hình. Đây ạ. Chúng ta cần phải chỉnh cái vị trí về chữ Y này, information này, và bấm nút xuống ở trên vô lăng tìm ra cái mục là đây, hình ô tô và bình xăng đây, số km còn đi lại được. Chiếc xe này là trong showroom nó không có xăng nhiều xăng cho nên là cảnh báo là cần phải đổ thêm đây này. Đấy. Còn bình thường nó sẽ có số ở số km kia kìa. Ở bên ngoài sơ bộ là như vậy, và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để sử dụng ở bên trong xe. Thì đầu tiên là phần ghế này, thì ghế của xe thì chúng ta sẽ có chỉnh các vị trí ghế nằm ở phía bên tay trái ở trên phần lưng ghế đây, phần thành ghế đây. Đó, trong đó cái phần ngang này này, đó là chỉnh phần mặt ghế này, đẩy lên đẩy xuống này, đẩy xuống này và bẻ lên này, bẻ lên này, đẩy lên này, đẩy xuống này, nâng cao vị trí thấp này và đẩy ra trước này, đẩy ra phía sau. Phần thanh ngang thanh dọc này, đó là phần lưng ghế, thì chúng ta sẽ bẻ như thế này để ghế ngả lên ngả xuống. Rồi ở phía sau nút tròn này, nó là nút bơm, trong đó bơm phía lưng dưới này. Đây này, bơm lưng dưới này và bơm lưng trên, đẩy lên trên. Đấy, tùy chỉnh cho vị trí ghế. Và cái nút dẹt nhỏ nhỏ này, đó chính là phần đỡ bắp đùi. Ví dụ bấm phần bấm này thì cái phần này nó sẽ đẩy ra này để đỡ bắp đùi cho những quý anh chị chân dài này. Tính năng này sẽ có trên các bản cao cấp, còn trên phiên bản premium sẽ không có cái phần chỉnh bắp đùi này, đỡ bắp đùi này. Ở phía bên tay trái phần tabi cửa ở người lái, đó chính là phần chỉnh gương, chỉnh lên xuống kính, chỉnh khóa kính và chỉnh khóa mở cửa. Ở trên cùng này nó là phần chỉnh gương này, thì cái phần bên tay trái này, cái hình gương này nó là cục gương này, cục gương này. Đấy, mở gương này. Rồi, và chữ auto. Chữ auto này khi chúng ta bấm sáng này thì mỗi lần chúng ta bấm khóa cửa ấy, thì là cái phần gương nó sẽ tự động nó cụp vào. Đó, còn nếu chúng ta tắt đi thì mỗi lần chúng ta bấm khóa cửa nó sẽ không tự động cụp gương khi chúng ta khóa cửa xe. Đấy, quý anh chị lưu ý nhé, phải bấm chữ auto sáng này. Và ở phía dưới thì đó chính là phần chỉnh các vị trí gương. Trong đó chữ L là bên trái, R là bên phải,
Đầu tiên muốn chỉnh gương bên trái này, bấm là nó sáng lên này, và nút tròn này chính là chỉnh các vị trí gương đây ạ. Vị trí gương này chỉnh ngả lên ngả xuống này. Đấy, ngả xuống này, lên này, mở sang trái này, mở sang phải này. Rồi, tương tự với nút R là bên phải. Ở phía dưới đây là phần khóa, mở khóa và khóa cửa xe. Nhưng tuy nhiên thì thường cái vị trí này nó tự động là nó liên kết với phần cần số. Tức là khi chúng ta chuyển số là cửa sẽ tự động là khóa, và về số P là tự động là mở khóa. Thì phần này thì nó cũng là tự động hết rồi. Ở phía dưới đây là phần bốn cánh cửa xe lên xuống tự động, xuống này và lên này. Đấy. Và tất cả các cửa của xe đều là cửa dạng là chống kẹt. Khi mà lên đến gần đến điểm cao mà có vướng va chạm này sẽ tự động là chống kẹt, kể cả cửa sổ nóc nhé. Rồi, và phần cuối cùng đây nó là phần khóa kính. Nút bấm này, nút khóa kính ấy, khi chúng ta bấm lên nó sáng lên này thì các vị trí còn lại của xe sẽ không thể chỉnh cái phần lên xuống kính này nữa, mà chỉ duy nhất vị trí người lái là chỉnh kính thôi. Đấy, quý anh chị lưu ý, nếu mà chúng ta có trẻ con trẻ nhỏ thì chúng ta nên bấm cái phần khóa kính này. Trong trường hợp mà chúng ta khi mà chở trẻ em ấy thì chúng ta nên khóa đằng sau cửa sau lại để tránh việc sợ trẻ em các bạn ấy nghịch ngợm rồi chẳng may mở cửa ra nó mất an toàn. Thì ở cánh cửa đằng sau, ở trên phần thành cửa này sẽ có hình trẻ em này, chúng ta gạt cái nẫy này xuống này. Lúc này thì ở bên trong sẽ không thể mở ra được. Đấy ạ. Lúc này thì bên trong bằng cách nào cũng không thể mở ra được. Đấy. Thì muốn mở ra chỉ cách là đứng bên ngoài, mở cửa ngoài thôi. Đây ạ. Đây. Đấy, chỉ có mở bên ngoài thôi. Và khi mà không muốn dùng tính năng nữa thì chúng ta sẽ gạt cái lẫy này lên. Đẩy lẫy lên là được. Ok. Và để mà chỉnh vô lăng thì chúng ta sẽ có chỉnh điện ở phía sau bốn hướng đây. Núm hình vuông này chính là chỉnh vô lăng này. Đẩy ra này, xuống này, lên này. Đấy. Quý anh chị hãy chỉnh vị trí vô lăng, vị trí ghế và vị trí gương làm sao cho phù hợp nhất với từng vị trí lái của từng người. Quý anh chị lưu ý là khi chúng ta bật điện lên và nổ máy, bật điện hoặc bật nổ máy nhé, thì phần ghế nó tự động nó đẩy ra. Thì chúng ta lúc này chúng ta chỉnh thì mới nhớ vị trí được nhé. Đây này. Đấy. Bật điện lên là tự động phần vô lăng đẩy ra này, phần ghế nó đẩy lên này. Khi chúng ta đã chỉnh các vị trí ghế này, vô lăng này, gương này, hay là vị trí màn hình HUD xong, thì chúng ta sẽ nhớ vị trí để tùy mỗi người chúng ta có một vị trí khác nhau. Chúng ta sẽ làm như sau ạ. Chúng ta bấm set này, là bấm số 1. Đó, khi mà nó cái tính công tích nó dài thì thế là đã nhớ vị trí xong rồi. Trên các phiên bản xe sẽ có là 3 vị trí nhớ ghế, 1, 2, 3. Ví dụ khi mà Hoàng bấm vị trí số 2 là một vị trí khác này. Thì lúc này là gương ghế vô lăng chỉnh sang một cái vị trí ghế khác này. Đó, đây là một vị trí ghế của người trước đó đã nhớ vị trí. Đó, như nó đang khá là chật này. Ok, rồi, dừng lại. Rồi, và khi chúng ta muốn trở lại vị trí ban đầu mà cài đặt đấy, vị trí số 1 đấy, chỉ cần bấm này. Lúc này là vị trí ghế vô lăng nó đẩy đúng vị trí phù hợp với cả Xuân Hoàng đang ngồi. Đó. Và phần nhớ vị trí ghế thì nó cũng nhớ luôn cả vị trí của gương, cả vị trí cục gương khi chúng ta lùi xe. Hoàng sẽ ví dụ đây ạ. Đây là khi mà Hoàng lùi xe này. Quý vị chỉ nhìn cái phần gương này. Nó cụp xuống này. Đây là vị trí cụp xuống. Lúc này chúng ta sẽ giữ phanh và chúng ta chỉnh vị trí gương luôn, là nhớ vị trí gương khi lùi. Ví dụ quý anh chị muốn quan sát ở phần thấp hơn thì ta sẽ hạ phần gương xuống này. Đó. Rồi. Đấy. Bây giờ Hoàng về số này. Gương vị trí về chỗ cũ này. Rồi. Rồi. Như vậy thì mỗi lần chúng ta lùi xe nhé, thì gương sẽ tự động cụp xuống đúng cái vị trí mà chúng ta vừa chỉnh. Hoàng làm lại này. Hoàng lùi xe này, lùi về số lùi này. Đấy. Đây là phần cụp gương. Nó sẽ nhớ với vị trí chúng ta chỉnh gần nhất. Và trên các phiên bản cao cấp như là Luxury, RX350 F-Sport hay là RX500H thì phần vô lăng sẽ được trang bị là dạng là phím bấm dạng cảm ứng, giống như chúng ta dùng bàn di chuột của laptop ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ có thêm một cái phần màn hình HUD nằm ở phía trên kia. Và chúng ta sẽ điều khiển màn hình HUD bằng cái nút bấm này trên vô lăng. Đấy. Và màn hình HUD sẽ hiển thị các thông số như là các chế độ lái, tốc độ và những cái tính năng lái an toàn.
chúng ta có thể điều chỉnh cái độ cao thấp của phần màn hình HUD bằng cách là chúng ta di bàn tay phải ở trên cái phần điều khiển bên tay phải này. Chúng ta chọn phần màn hình nút bấm đúp này, chọn này, chuyển sang màn hình cao thấp này. Đây chính là chỉnh cao thấp của cái màn HUD. Còn khi chúng ta muốn chỉnh độ nghiêng thì chúng ta cần phải chỉnh ở trên phần màn hình cảm ứng. Chúng ta sẽ bấm vào hình ô tô này, kéo xuống này, tùy chỉnh này. Rồi, màn hình trên kính lái này, ở đây sẽ có điều chỉnh độ nghiêng. Đấy, ví dụ nghiêng này. Đấy, nghiêng này. Và trên các phiên bản cao cấp thì là do là dạng cảm ứng thì sẽ có bố trí là bên trái, bên phải. Cho nó sẽ bên trái sẽ có 4 nút này, lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Bên phải cũng vậy, thì là 8 nút. Thì 8 nút này, tính năng nút bấm của nó sẽ là tùy biến, không cố định là một chức năng gì. Chúng ta có thể tùy chọn cái tính năng mà chúng ta cần ở trên phần màn hình cài đặt. Rồi, chúng ta bấm vào hình ô tô này, kéo xuống này, tùy chỉnh này, kéo xuống này, công tắc vô lăng, được chưa? Rồi, bên trái này. Đó. Thì đây là một cái công tắc gọi là cố định, là âm thanh. Nhưng chúng ta có thể tùy chỉnh được bằng cách là bấm vào âm thanh, tùy chỉnh. Đấy. Và nó sẽ đổi thành thêm, chữ add là thêm, thêm một tính năng nào đó. Đấy. Có thể là chữ âm về âm thanh này, có thể về điều hòa này. Đấy. Đây là bốn cái tùy chỉnh ở bên vô lăng bên trái, ở bên phải này. Đấy. Cũng có thể điều chỉnh là bốn nút bấm khác nhau, như là bật tắt HUD, vị trí HUD, chế độ lái Sport, Normal, Custom. Đó. Hay là bật camera 60. Đó, đây là những cái tính năng mà chúng ta tùy chỉnh tùy theo cái nhu cầu mà sử dụng của quý anh chị. Chúng ta thuận tiện. Còn nếu không bình thường thì cứ để cái phần bình thường tùy chỉnh của chế độ lái của xe. Đó là cái điều đặc biệt ở trên phần điều khiển trên vô lăng của cái dòng phiên bản RX 350 cao cấp và 500H. Rồi, ở phiên bản RX 350 Premium sẽ có phần cửa sổ nóc đơn. Thì chúng ta sẽ chỉnh đóng mở cửa như sau. Ở phía trên trần xe này sẽ có nút bấm này. Đầu tiên là nút bấm mở cửa nóc này. Một chạm. Đó. Còn đóng này. Phần này chúng ta chỉnh tay. Đó. Và có một chức năng nữa là mở nóc phía sau. Nó giúp tăng cái phần không gian và lấy gió một chút. Đấy. Và đóng xuống này. Và phần cửa nóc này cũng có tính năng là chống kẹt. Chống kẹt này. Đấy. Quý vị yên tâm nhá. Ok. Rồi. Và khi chúng ta đóng cửa, chúng ta nhớ là bấm mạnh này. Chứ bấm nhẹ thì nó sẽ chỉ đóng nhẹ thôi. Tự như này này. Đây là. Đóng từng lần một, chúng ta đẩy mạnh này. Đấy. Và nếu quý chị mà không yên tâm thì mỗi khi chúng ta xuống xe hay kiểm tra phần nóc ấy, xem là cửa phần mặt kính nó có bằng không, để tránh việc nó hở thì nó sẽ bị không khí với cả nước nó vào ấy, nguy hiểm. Rồi, đây là trên bản Premium. Còn trên các phiên bản cao cấp thì phần cửa sổ nóc sẽ là dạng toàn cảnh, panoramic. Chúng ta sẽ có cách mở cửa cũng tương tự như vậy. Đầu tiên là mở toàn cảnh này. Đấy. Hoặc là đóng vào phần kính này. Cái rèm ở đây nó là rèm chỉnh điện. Nó khác với bản Premium, nó là rèm chỉnh điện. Rồi, đây là phần cửa sổ toàn cảnh của xe. Còn muốn chỉnh phần rèm thì chúng ta sẽ chỉnh ở phần bên tay. Đây ạ, đây là phần đóng này. Bấm này. Cũng tương tự như vậy nhá. Chúng ta phải bấm dứt khoát, còn bấm nhẹ nhẹ từng một thì nó sẽ đóng từng phần một nhẹ này thôi. Ok, bấm mạnh này sẽ đóng hết này. Rồi, tùy theo từng thời tiết từng hôm nhá. Ví dụ như là trời mát mẻ chúng ta có thể dùng phần cửa sổ toàn cảnh. Còn nếu mà trời nắng quá thì tốt nhất là chúng ta quên chế đóng vào. Đỡ nắng. Trên các phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có phần gương chiếu hậu bên trong là dạng chiếu hậu điện tử. Thông thường thì đây là một vị trí chỉnh gương bình thường. Còn khi chúng ta gạt cái lẫy ở phía dưới này, chúng ta gạt về phía sau này. Chiếc gương đã hiển thị phần màn hình điện tử, giúp cho chúng ta quan sát ở phía sau tốt hơn, rõ hơn
không bị vướng tầm mắt bởi những người ngồi hàng ghế phía sau nhé. Và phần màn hình này sẽ tùy chỉnh được độ sáng, độ nghiêng và zoom. Sẽ có 3 nút bấm là để tính năng vị trí ở phía dưới này. Ví dụ bấm vào đây là lên các tính năng này. Đây là sáng, đây là phần lên xuống này. Chúng ta chỉnh như thế này. Đây là lên xuống phần camera phía sau để chỉnh phần gương. Còn bấm một lần nữa là sang bên này là chỉnh sang trái sang phải này. Xoay này. Đó. Độ nghiêng này. Rồi đây là kính lúp là zoom này. Đó. Zoom vào gần xa để quan sát tốt hơn ở những điều kiện như là thời tiết xấu hay là buổi tối. Còn đây là chỉnh độ sáng tự động của gương. Ok, còn đây là độ sáng tùy chỉnh này. Tùy chỉnh sáng tối này. Đó. Còn nếu mà quý anh chị gạt cái lấy ra phía trước thì nó sẽ thành một cái gương bình thường. Ok. Tốt nhất chúng ta nên bật để chúng ta nhìn quan sát tốt hơn. Lexus Direct thì phía bên trong nội thất chúng ta sẽ có đèn nội thất với 64 màu và 14 chủ đề để chúng ta tùy chọn theo từng cảm xúc chúng ta muốn. Thì để chỉnh cái phần nội thất như chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta lại bấm vào hình ô tô này. Rồi lại kéo xuống này. Tùy chỉnh này. Rồi, tùy chỉnh chúng ta sẽ bấm vào độ rọi. Đây chính là độ rọi này. Màu sắc là chủ đề này. Đó, đây chính là 14 chủ đề. Tùy theo từng ngẫu hứng như là daylight, sky white, warm white đó, chúng ta tùy chỉnh theo cái từng chủ đề chúng ta muốn. Hoặc là chúng ta chọn theo 64 màu nội thất tùy theo cái nhu cầu. Thì chúng ta sẽ bấm custom. Ở dưới đây sẽ có màu sắc này. Đây là 64 màu tùy chọn. Thì quý anh chị tùy chọn theo cái cảm hứng hay tùy từng mệnh của quý anh chị. Đó. Ở dưới này sẽ có là sáng tới khu vực hoặc là sáng chung. Đấy. Tất cả các khu vực. Đây là sáng độ rọi đây. Sáng gọi là sáng nhiều ít đây. Đó. Hoặc là bấm theo từng vị trí. Sẽ có vị trí phía trước, phía sau hay là chân. Các vị trí đèn nội thất sẽ nằm ở phần chiếu và phần chân chúng ta này, như là chiếu và giày màu đỏ kia, hay là dưới phần cánh cửa này và ở trên phần bảng điều khiển trung tâm này. Đấy. Sau khi ổn định vị trí ghế ngồi thì chúng ta sẽ đến phần điều hòa, phần rất quan trọng của xe. Thì phần điều hòa của xe sẽ nằm ở phía màn hình trung tâm này. Đó. Sẽ chia ra ở phía trên là điều khiển về giải trí, còn phía dưới là điều hòa đây. Những nút điều hòa sẽ luôn luôn là hiển thị ở chỗ này. Đầu tiên là điều hòa của xe sẽ là điều hòa 3 vùng độc lập. Ở phía trước là vị trí người lái một vùng này, vị trí bên phụ một vùng này, và phía sau là một vùng riêng. Thì chúng ta sẽ chỉnh bằng cách là xoay cái nút bấm ở phía trên màn hình đây. Đấy, mỗi một nấc nó sẽ là 0,5 độ. Thì với điều kiện khí hậu ở Việt Nam là khí hậu nóng ẩm, thì vào mùa hè quý anh chị hãy chỉnh điều hòa ở mức tầm 25 đến 26 độ cho Xuân Hoàng nhé. Làm vừa đủ nhất này. 25 độ này. Và chúng ta chỉnh mức gió mức 1, mức 2, mức 3 tùy theo cái độ cảm nhận nóng lạnh. Ở đây sẽ có là phần gió trong này. Bật tắt đi là tắt gió trong, lấy gió ngoài này. Bật lên là gió trong này. AC là hệ thống điều hòa gió lạnh ấy. Nếu chúng ta tắt đi thì chỉ có gió thôi. Phải bật AC thì mới có ga điều hòa làm mát nữa. Rồi, ở phía trên này sẽ có thêm này. Đầu tiên là hướng gió này. Đây là hướng gió vào chân, vào đầu, vào chân này. Và vào chân và sấy kính này. Dành cho khi mà cái kính nó bị sương mù ấy. Đó. Thì quý anh chị tùy chỉnh phù hợp với cái nhu cầu của mình nhé. Bên cạnh đây là chỉnh phần sưởi ghế và làm mát ghế. Trong đó là màu đỏ đây là sưởi ghế. Có 3 nấc là 1, 2, 3 này. Và làm mát ghế này. Đấy, 1, 2, 3. Tùy chỉnh theo từng mùa. Thì đối với phiên bản Premium thì xe sẽ trang bị là làm mát ghế trên cả 4 ghế. Còn trên các phiên bản cao cấp thì sẽ có là thêm sưởi ghế. Tuy nhiên thì sưởi ghế này chỉ có ở trên phiên bản Luxury. Ở phần này nó sẽ là tùy chỉnh về hệ thống điều hòa. Khi mà chúng ta bấm vào đây này, đây là những cái tùy chỉnh của hệ thống điều hòa. Thì trên phiên bản cao cấp nó sẽ thêm một tính năng nữa là Nano EX. Nano EX là công nghệ làm mát của Panasonic. Nó có khả năng là bù ẩm không khí này và tạo ra các gốc ion âm để khử mùi, khử khuẩn, ức chế khả năng phát triển của virus vi khuẩn, giúp cho không khí trong xe tốt hơn, sạch hơn. Và
xe quý vị lưu ý là chúng ta luôn luôn bật nhé, để giúp cho không khí trong xe luôn luôn là sạch sẽ nhất có thể. Và ở trên sẽ có là S-Flow. S-Flow này là tính năng là tập trung gió ở những vị trí có người ngồi phía trước. Khi chúng ta bật lên này thì thường khi bật cái S-Flow này thì vị trí hàng ghế đằng sau ấy, nó sẽ tắt cái cửa gió điều hòa đi. Thì tùy từng lúc chúng ta dùng nhé. Eco Heat and Cool là tính năng là khi bật lên sẽ giúp là tiết kiệm cái phần làm mát điều hòa của xe. Tùy theo từng nhu cầu quý vị bật hay không bật. Đó. Rồi, và ở phía sau điều hòa phía sau cũng có thể chỉnh được bằng cách là đây này, chúng ta bấm vào đằng trước nó sáng, tức là đang chỉnh điều hòa phía trước. Một khi chúng ta bấm đằng sau này thì chỉ có bên lái nó sáng thôi, thì đây chính là cái cửa gió điều hòa phía sau chỉnh độ. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh trực tiếp ở phía sau. Cả bộ phiên bản Lexus Direct thì đều có tính năng làm mát ở hai ghế phía sau. Chúng ta có thể chỉnh bằng cách là bấm đây. Đấy, 3 nấc, 2 nấc hay 1 nấc tắt đi. Hoặc là bấm đây là nhiệt độ này. Đấy. Và quý anh chị để ý nhé, là đây là cái hướng gió thì chúng ta chỉnh tay này. Và đây là cái nấc trắng này là nấc đóng mở cửa gió. Ví dụ như là đang trắng hết thế này là mở hết cửa gió. Còn nếu mà đóng như thế này. Đây. Không có một cái chỉ, nó đen hết thế này thì là gió nó không ra. Đấy. Đẩy lên hết này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần là giải trí, hệ thống giải trí của xe. Thì hệ thống giải trí của xe sẽ nằm ở phía trên màn hình cảm ứng và ở phía trên màn hình phía trên. Đấy ạ. Như quý vị thấy là có nút âm nhạc này. Đấy, hay là gọi điện này. Đấy. Đầu tiên chúng sẽ nói về phần âm nhạc. Thì mỗi xe sẽ có hệ thống âm thanh giải trí ở đây và bật lên. Một là chúng ta bấm vào màn hình cảm ứng này. Hai là chúng ta bấm vào cái nút nguồn này. Đấy, ví dụ bấm nút nguồn này. Ở nguồn sẽ là các nguồn phát nhạc, nguồn âm thanh. FM này, AM này, Bluetooth, USB và Miracast. Đấy. Ví dụ Hoàng muốn nghe nhạc FM. Bấm FM này. Đây là các kênh FM này, chúng ta đã dò sẵn cho mình này. Đấy. 91 này. Đấy. Hay là muốn nghe nhạc từ USB thì chúng ta bấm vào nguồn và bấm vào USB. Lúc này thì chữ USB nó không sáng bởi vì là cái chưa có cái cổng kết nối USB. USB sẽ cắm ở đây ạ, ở phía dưới ạ. Đây, ở dưới cái phần tí tay này. Đây chính là cái cổng USB nhé. Đấy. Ok. Và một nguồn nhạc tới từ Bluetooth. Gần như đây chính là những nguồn nhạc mà phổ thông nhất hiện tại này. Đấy, chúng ta nghe nhạc từ điện thoại mà. Thì chúng ta sẽ bấm một cách là bấm Bluetooth này. Và chúng ta sẽ kết nối. Đây là màn hình cài đặt Bluetooth này. Chúng ta bấm một chiếc cài đặt Bluetooth để thêm một thiết bị mới. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào trên điện thoại này, thì Hoàng đang dùng chiếc iPhone. Đầu tiên là ta sẽ vào phần Bluetooth và kéo xuống. Đồng thời trên màn hình này, chúng ta bấm vào nút xanh thêm một thiết bị khác. Rồi, sau đó bấm vào chữ nếu không tìm thấy để nó phát cái tín hiệu Bluetooth với điện thoại. Nếu không tìm thấy này. Rồi, thì đây chính là cái điện thoại của Xuân Hoàng này. Chúng ta bấm vào đây này. Chờ một lát nhé. Rồi, trên điện thoại báo này, trên màn hình báo và trên điện thoại cũng báo là ghép đôi Bluetooth này. Bấm ghép đôi này, bấm OK này, bấm cho phép trên điện thoại này. Rồi, lúc này sẽ hỏi là có bật CarPlay không? CarPlay là cái tính năng để giúp cho chúng ta bắn cái điện thoại lên trên màn hình ô tô, dùng một số tính năng như là nghe nhạc, gọi điện, dùng bản đồ. Rồi, hiện tại là Hoàng chưa đồng ý bật cái CarPlay. Thì bây giờ nếu muốn bật thì bấm vào chữ kết nối này. Đây là cái điện thoại của Xuân Hoàng này, bấm vào đây này. Ở trên điện thoại của Xuân Hoàng thì đây chính là cái chiếc tín hiệu RX Pre Demo, chính là đã kết nối này. Thì nếu mà chúng ta muốn bật cái CarPlay thì ta bấm vào chữ Y này. Rồi, quý vị nhìn thấy này, CarPlay nó đang tắt. Thì bây giờ mình bật lên này. Đấy, đây, quý vị nhìn màn hình này. Đây. Đây, chúng ta sẽ bấm chữ dùng cho CarPlay ở cái phần thông tin của Xuân Hoàng nhé, bấm vào đây. Chờ một lát. Đây chính là phần sử dụng CarPlay cho ô tô. Thì lúc này đây giống như một cái chiếc iPhone của chúng ta. Đây là những cái menu này. Đây, menu này. Đấy. Thì ở trên cái CarPlay chúng ta có thể gọi điện này. Dùng các phím bấm. Đấy, gọi điện. Hoặc là dùng thêm nghe nhạc,
và dùng cái chức năng Google Maps. Còn đối với tin nhắn thì ô tô sẽ không hiển thị nhé. Tin nhắn thì đối với dạng chữ là không cho đọc, bởi vì đi trên đường mà đọc chữ nó rất là nguy hiểm, mất cái tập trung của chúng ta. Còn Google Maps đây, khi bấm Google Maps đây thì Google Maps theo Xuân Hoàng thấy thì họ sẽ có cái phần kết nối về tắc đường, giúp rất là tốt chúng ta khi chúng ta di chuyển ở những thành phố lớn. Nó tự động giúp chúng ta tránh tắc đường. Dùng rất đơn giản thôi, chúng ta bấm vào phần tìm kiếm và nói micro, ví dụ nhé. Lên Hồ Gươm. Ok, Hoàn Kiếm. Sau đó chúng ta bấm chữ bắt đầu này. Đi về hướng đông về phía phố Dương Đình Nghệ, sau đó rẽ phải vào phố Dương Đình Nghệ. Rồi, thì khi mà chúng ta đi xong cái lộ trình này thì chúng ta cần phải bấm thoát đi nhé. Thoát khỏi cái tính năng chỉ đường. Nói thêm về một chút về bản đồ thì bản thân của chiếc RX này cũng có cái bản đồ của xe. Chúng ta sẽ làm dùng như sau ạ. Bấm một nút chấm đen này về màn hình chính của Lexus. Đây ạ, bấm một chữ Lexus. Đây là màn hình ban đầu của xe. Thì cái biểu tượng đây, mũi tên đây, đi lên đấy chính là cái bản đồ. Thì đây cũng là một dạng bản đồ của ô tô. Chúng ta cũng có thể dùng để tìm kiếm, để đi lại đấy. Thì trên bản đồ này sẽ có thêm cái tính năng như là cảnh báo tốc độ khi chúng ta đi quá giới hạn tốc độ trên cái cung đường đó. Và khi mà họ đã kết nối điện thoại với chiếc ô tô này và đang bật nhạc đây, nhưng tuy nhiên nhạc lại không lên trên ô tô mà đây là một cái nhạc đến từ đài FM, thì chúng ta cần phải tùy chỉnh cái nguồn nhạc phát nhạc đúng theo cái nguồn nhạc của CarPlay. Chúng ta sẽ làm như sau nhé. Lexus này, rồi chúng ta bấm vào phần nguồn này, bấm vào nguồn hình âm thanh nhé, xong bấm phần nguồn này. Chúng ta sẽ chọn cái thiết bị CarPlay của chúng ta kết nối ấy. Đây, dựa này là của Xuân Hoàng này, bấm vào đây này. Đấy, thì lúc này mới lên nhạc này. Đấy, lúc này mới lên nhạc đến từ điện thoại. Và để chỉnh các âm tần bass hay là chest thì chúng ta có thể chọn vào phần 3 chấm này. Đấy, âm bổng, âm giữa, âm trầm, tùy theo cái nhu cầu sở thích cá nhân. Và phía bên tay trái đây là chỉnh các góc phát âm thanh. Ví dụ như là đằng trước này, đằng sau không có nhạc, còn nếu chúng ta muốn tập trung thì cho hết ra đằng sau. Thì chỉ có đằng sau có nhạc thôi, còn đằng trước lại không có nhạc. Đấy, tùy chỉnh theo sở thích, nhu cầu của từng người. Bình thường chúng ta chỉnh vào giữa. Và khi mà chúng ta đang kết nối điện thoại với ô tô mà có người gọi tới thì sẽ như sau ạ. Đây, chúng ta có thể dùng trên điện thoại này hay là trên ô tô này, ví dụ bấm vào bằng ô tô này. Nếu chúng ta không muốn nhạc nó bằng qua loa ô tô ấy thì chúng ta hãy chọn vào trên điện thoại này, bấm một chữ âm thanh này và chọn vào iPhone để chúng ta nghe trực tiếp trên điện thoại chứ không nghe trên ô tô, để tránh những cái thông tin mà chúng ta không, bởi vì chúng ta khi chúng ta đi đông người ấy, chúng ta không muốn người ta nghe những câu chuyện của mình, thì chúng ta chọn vào phần nguồn trên điện thoại, chọn vào phần loa ngoài của iPhone để chúng ta riêng tư hơn. Ở phía trên trần xe chính là những phần hệ thống đèn của xe được điều khiển bằng dạng là cảm ứng này. Đấy, cảm ứng. Và ở đây có một cái chữ là nút đo, nó đang tắt mà chúng ta bật lên này. Ý nghĩa của nút đo này tức là khi chúng ta mở cửa thì hệ thống đèn sẽ tự động là sáng lên. Ví dụ như là đây nhá, Hoàng mở cửa đây. Đấy, đèn nó sáng là biết chúng ta biết là cửa đang mở mà. Đóng vào là sẽ tự động tắt. Đấy, hay là khi chúng ta tắt máy này là đèn nó tự động sáng này. Đấy. Và khi chúng ta ra khỏi xe đóng cửa lại và khóa cửa xe thì đèn tự động tắt. Đây là cái nút tính năng của hệ thống nút đo này. Ở phía trước thì sẽ có một cái sạc không dây dành cho chúng ta nằm ở phía dưới cái phần học tí tay này. Đây, chúng ta sẽ đẩy lên đằng trước này. Rồi, với các điện thoại có sạc không dây chúng ta sẽ để vào đây. Cái đèn nó sáng này, đây. Và tín hiệu sáng màu xanh này, chữ QR này, thì là đã có sạc không dây rồi, chuẩn sạc nhanh. Khi chúng ta bỏ ra nhé, sẽ mất cái phần tín hiệu màu xanh này. Đấy, đã dừng sạc. Để vào nó sẽ sạc này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 5 cổng sạc Type-C chuẩn sạc nhanh. Đây ạ. Đây là 3 cổng sạc phía trước này. Và 2 cổng sạc phía sau ở chỗ đường điều khiển điều hòa. Thì trong đây là phần cổng kết nối dữ liệu USB để chúng ta kết nối dữ liệu với chiếc ô tô. Ở hàng ghế phía 2 của bản Premium thì chúng ta chỉnh ghế, ngả ghế bằng cách là chỉnh cơ. Ở phía bên hông sẽ có phần bẻ để chỉnh ghế này, chúng ta bẻ và chúng ta sẽ ngả ra. Đấy. Đây.
đây là vị trí ngả thấp nhất này. Đấy, tùy chỉnh để cho chúng ta ngả nghiêng tùy theo nhu cầu sử dụng. Và ở phía sau cốp sau, ở phía cốp sau của bản Premium sẽ có tính năng là gập ghế đây bằng nút bấm đây. Đây ạ, ví dụ chúng ta gập bên tay trái này, chúng ta bấm mà xe ghế sẽ đẩy xuống này. Đấy, hay gập bên phải này. Còn trên các phiên bản cao cấp thì hàng ghế phía hai sẽ được tính năng là chỉnh điện đây. Chúng ta có thể chỉnh ngả ở đây, chỉnh gập ngả ở đây. Đấy, hay là chỉnh ở phía sau. Đây. Đấy, ngả phía sau đây. Thậm chí là chúng ta có thể chỉnh ở trong phần màn hình điều khiển cảm ứng ở trung tâm. Chúng ta sẽ chỉnh gập ghế hạ ở bằng màn hình trung tâm như sau. Bấm vào hình ô tô này, chỉnh ghế này, đây chính là phần chỉnh gập ghế phía sau. Ví dụ như là gập mà chạm vào ghế mà bạn muốn điều chỉnh, như ở ghế này này. Đấy, gập này. Đấy, ghế đang được gập này, và chọn gập tất cả thì nó sẽ gập ghế còn lại, hay bấm nâng tất cả, bấm nâng tất cả này, ghế lên này. Bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến phần vận hành của xe. Thì đầu tiên nó là cần số. Phần cần số của xe Lexus Direct là cần số điện tử. Nó dạng thiết kế kiểu mới, nó nhỏ gọn hơn và cầm nắm nó dễ hơn. Và để chỉnh cần số thì chúng ta sẽ để ý như sau. Đầu tiên là cái vị trí hình tròn màu trắng này, đây chính là vị trí cần số. Và các chữ cái đây chính là các vị trí số. Chữ cái nào nó sáng thì là đang ở vị trí số đó. Ví dụ như đây là vị trí P, tức là dừng đỗ và bật phanh tay, nó đang sáng. Và nếu chúng ta muốn chuyển số thì chúng ta cần phải theo các vị trí hướng dẫn này. Ví dụ như là R là sang trái lên trên, N là more tức là sang trái, D là đi tức là sang trái mà kéo xuống dưới. Ví dụ chúng ta muốn chuyển số, ví dụ số R là lùi này, tức là ở đây sẽ biểu hiện là sang trái và lên trên. Thì chúng ta sẽ làm là cách đạp phanh này, chân phải đạp phanh này, và tay bắt đầu là đẩy sang trái cần số và đẩy lên trên. Đấy, chữ R sáng này. Đấy, sang vị trí N là giữ sang trái, giữ chặt này, sang trái giữ chặt này, là chữ N. D là sang trái xuống dưới, thì chúng ta lại sang trái đẩy xuống dưới, là vị trí D. Đó, đây là các chuyển số. Còn vị trí M là vị trí số thể thao, thì ở vị trí D chúng ta sẽ gạt thẳng xuống, là số M. Lúc này thì khi mà dùng số M chúng ta sẽ kết hợp với cả các phần lễ chuyển số trên vô lăng. Đó, còn bình thường khi dừng lại chúng ta sẽ bấm chữ P, bật phanh tay luôn. Đấy, hoàn thử lại này. D này, sang trái xuống dưới này. R lùi sang trái lên trên này. Đấy, N là more, chúng ta có thể giữ chặt như thế này, hoặc là chúng ta đẩy gạt từ R chúng ta đẩy xuống, cũng là more. Đấy, D này, và từ D chuyển M là kéo xuống này. Và nếu đang ở vị trí M chúng ta chuyển về D thì chúng ta lại sang trái xuống dưới này, làm thao tác nhanh. Và khi chúng ta chuyển số ở các vị trí số khác nhau thì trên màn hình cũng có hiển thị thêm cả cái vị trí này nữa này, số này. Ví dụ đang là M1 là số M này, đang là số D này, số R này, số N này. Chúng ta biết được các vị trí số. Đấy, không phải nhìn vào được cần số mà nhìn thẳng cũng được, mà nhìn trên màn hình HUD cũng được. Đó. Ở phía dưới cần số sẽ là những cái nút tính năng vẫn liên quan đến phần vận hành. Đầu tiên đó là cái phần nút phanh tay điện tử này. Thì phanh tay điện tử này nó sẽ liên kết với phần cần số. Ví dụ như là khi chúng ta ở vị trí P là dừng đỗ thì phanh tay điện tử sẽ luôn luôn bật. Đây ạ, đây là vị trí luôn luôn bật này. Rồi, và khi chúng ta chuyển số này, chuyển số bất kỳ này ra khỏi P thì phanh tay điện tử sẽ tự động là tắt luôn. Tắt phanh tay điện tử và về P thì lại tự động bật. Rồi, và trong trường hợp nào đó mà chúng ta chẳng may chúng ta tắt tính năng tự động liên kết với cần số của phanh tay điện tử thì chúng ta cần phải bật lại. Ví dụ như là đây là nút P là phanh tay điện tử này, khi bấm xuống này và nó tắt phanh tay điện tử này và móc lên là nó bật phanh tay điện tử. Và chẳng may chúng ta giữ chặt này sau khoảng tầm 3 giây thì lúc này là màn hình sẽ có
nút là tắt chức năng khóa tự động phanh tay điện tử liên quan đến cần số là do chúng ta giữ chặt, và lúc này chúng ta cần phải kích hoạt thì chúng ta bằng cách là bật phanh tay điện tử này, móc lên này và móc lên giữ chặt trong khoảng tầm 3 giây. Màn hình sẽ hiển thị là kích hoạt tính năng khóa liên động chuyển số EPB, tức là sẽ liên kết với phần cần số này. Đó. Và nút hold này là nút tính năng giúp chúng ta giữ phần ga khi chúng ta dừng đỗ ở đèn xanh đèn đỏ, tránh cái việc phải chuyển số về P nó mất thời gian. Ví dụ nhá, đầu tiên chúng ta phải đeo dây an toàn này. Đấy, chúng ta chuyển số D là đi này. Và khi chúng ta đi, chúng ta bấm nút hold này. Đấy, trên màn hình sẽ có hai chữ hold xanh và hold vàng. Trong đó chữ hold xanh là bật tính năng và hold vàng là kích hoạt tính năng. Ví dụ là bây giờ Hoàng sẽ bỏ chân ga ra này. Đấy, thì chiếc xe vẫn đứng nguyên mặc dù đang ở vị trí D. Nhưng khi Hoàng chỉ cần nhấn nhẹ một chân ga một chút này là xe sẽ đi tiếp. Và lúc này chữ hold vàng sẽ mất, chỉ còn chữ hold xanh thôi. Và khi Hoàng phanh chết này, hold vàng hiện lên này. Đó là tính năng giữ phanh chúng ta khi chúng ta dừng đỗ. Đấy, chúng ta không phải chuyển số, nó mất công. Và khi mà khởi động lại máy thì tính năng này sẽ mất đi. Nó chỉ hoạt động khi chúng ta kích hoạt thôi. Còn hai phím bấm này thì nó liên quan đến thứ nhất là ập, đây là tính năng chống trơn trượt, thì chiếc xe luôn luôn bật, gần như quý vị cũng gần như là không cần phải tắt đi đâu, bấm là tắt. Còn đây là liên quan đến đường địa hình, đường tuyết thì nó cũng không cần thiết là được Việt Nam lắm. Và trên phiên bản RX 350 Premium và Luxury sẽ có thêm hai cái nút bấm này. Chữ A ập này, đây là tính năng ngắt động cơ khi dừng đỗ, giống như chúng ta khi mà chúng ta dừng đỗ thì động cơ tự động ngắt đi, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và khi chúng ta ga thì động cơ tự động nổ và đi tiếp. Đó. Hiện tại thì tính năng ngắt động cơ khi dừng đỗ đang hoạt động. Đấy, thì động cơ đang dừng hoạt động và tạm thời ngắt máy. Đây là chữ A là đang sáng này. Đấy. Và động cơ cũng không có nổ máy. Khi mà đây là lúc mà Xuân Hoàng đang chờ là xanh đèn đỏ dừng đỗ đấy. Còn đây là tính năng hỗ trợ đổ đèo, dùng khi chúng ta cần phải đổ đèo ở những đèo dốc. Tôi bấm vào thôi là kích hoạt tính năng hỗ trợ đổ đèo. Màn hình lái sau vô lăng thì thông thường sẽ theo chế độ cài đặt mặc định thì sẽ là một cái màn hình như thế này. Ở đây nó hiển thị là vòng tua và số km điện tử. Như thế này nhìn thì đôi khi là nó hơi khó nhìn so với các bác mà chạy xe thông thường. Cái số đây sẽ là số công tơ mét. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút về cái phần màn hình công tơ để dễ nhìn hơn, bằng cách là chỉnh ở trên phần màn hình cảm ứng. Rồi, chúng ta lại bấm vào hình ô tô này. Đó, kéo xuống dưới này, tùy chỉnh này. Chọn công tơ này. Đây, loại công tơ. Sau đó chúng ta sẽ chọn là loại 2. Ok, đây ạ. Lúc này là phần công tơ mét tổng nó hiển thị lên trên này này. Cái phần công tơ về tốc độ này. Như thế này nhìn thấy dễ hơn, chúng ta hoạt động tốt hơn. Ở phía bên trái của vô lăng, đó là công tắc liên quan đến phần chỉnh đèn của xe. Đầu tiên là núm bên ngoài này, chúng ta xoay, đây là mức 0 này, chúng ta xoay nước auto này. Thì đây là tính năng là tự động bật đèn khi mà trời tối. Nó sẽ dùng cái cảm biến ánh sáng nằm ở phía trên bảng tắp lô kìa, đó chính là cảm biến ánh sáng của xe. Khi mà trời tối nó sẽ tự động là sáng đèn lên. Nước tiếp theo là bật đèn vị trí ban ngày. Nước tiếp theo là đèn vị trí chiếu gần, đèn cốt. Và chúng ta đẩy ra đằng trước là đèn pha, đèn chiếu xa. Đó. Và khi chúng ta ở đèn pha, chúng ta lại có thêm một tính năng tự động nữa. Trên phiên bản Premium thì sẽ là tự động chỉnh pha cốt khi mà gặp phương tiện đối diện. Bằng cách chúng ta bấm vào cái nút bên cạnh này, bấm vào này. Quý anh chị nhìn là cái chữ A nó sáng này. Thì đây là tính năng tự động chỉnh pha cốt trên mẫu xe Premium. Và khi hệ thống đèn của xe sáng thì sẽ có thêm một hệ thống đèn nữa chúng ta có thể dùng, đó là đèn sương mù, dùng cho khi mà chúng ta đi trời sương. Hệ thống đèn sương mù sẽ kích hoạt bằng cách là bấm ở phần gạt phía trong đây, đây ạ. Gạt lên một lần này. Đây là đèn sương mù trước này. Gạt lên trên tiếp này. Đây là đèn sương mù sau này. Và còn trên các phiên bản cao cấp thì hệ thống đèn pha sẽ có thêm tính năng đặc biệt, đó là đèn pha thích ứng thông minh với công nghệ là Blade Scan. Hệ thống đèn pha sẽ tự động nhận diện các phương tiện trên đường để chủ động ngắt luồng sáng ở cái điểm phương tiện để tránh làm chói mắt các phương tiện đi cùng chiều hay ngược chiều đối với xe của chúng ta. Một tính năng rất là nhân văn của Lexus. An toàn cho mọi người thì cũng chính là an toàn cho chúng ta. Ở phía bên tay phải thì đó chính là phần chỉnh gạt mưa cũng như là phun nước, rửa kính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là cái nấc của nó sẽ là mức 0, tức là mức khớp các cái chi tiết với nhau này. Đẩy lên một lần là gạt mưa một lần.
đẩy xuống một nấc là gạt mưa tự động. Gạt mưa tự động, gạt mưa tự động theo lượng mưa cũng như là tốc độ của xe. Còn đây là cái chỉnh cái lượng mưa nhiều hay ít này. Đấy. Gạt nấc tiếp theo là gạt mưa cưỡng bức, nó sẽ mạnh hơn này. Theo trời mưa to hơn này và mưa to hơn nữa này. Đấy. Móc cái phần gạt mưa về hướng vô lăng, đó chính là rửa đèn pha cũng như là rửa kính. Trong trường hợp mà đèn xe đang sáng thì hệ thống sẽ tự động là rửa đèn chiếu sáng của xe. Đây ạ. Thử này. Giữ chặt này. Bơm nước này và rửa kính này. Ok. Đây là phần bơm nước rửa kính. Và với mật độ là 5 lần rửa kính thì sẽ có 1 lần rửa đèn pha để cho chúng ta phần làm sạch phần đèn. Và ở phía sau thì sẽ là ở phía bên ngoài, tức là chỉnh phần gạt mưa phía sau. Như quý anh chị thấy cái mức tròn này là mức số 0 này. Xoay lên một nấc, mức đất này là gạt mưa gián tiếp. Nấc tiếp theo là gạt mưa liên tục. Và để rửa kính phía sau cũng như là hệ thống rửa đèn ca, rửa hệ thống camera phía sau thì chúng ta sẽ đẩy cái phần gạt mưa ra phía đằng trước. Đấy, ngược lại so với phần rửa kính trước là móc về hướng vô lăng thì rửa kính đằng sau là đẩy ra đằng trước. Và hệ thống này sẽ là bơm thì chúng ta sẽ giữ chặt, tức là giữ đến đâu thì bơm đến đấy. Khi nào chúng ta bỏ tay ra thì hệ thống bơm mới dừng lại. Đây ạ, Hoàng sẽ thử nhé. Đấy, nó bơm này, bắt đầu rửa kính sau này. Nước sẽ ra từ phía kính phía sau và hệ thống rửa camera phía sau. Và đối với phiên bản Premium, chúng ta sẽ có chế độ lái là 4 chế độ lái. Bằng cách là chỉnh, bằng cách là bấm vào hình ô tô này. Chế độ lái này. Rồi, thì đây chính là 3 chế độ lái là Normal, Eco, Sport và Custom. Đối với chế độ Normal thì là ga là bình thường. Sport thì là sẽ là chỉnh phần, quý vị thấy là cái phần vô lăng nó cứng này, vô lăng nó đỏ và phần động cơ nó đỏ này. Lúc này là chúng ta sẽ có phần chân ga mạnh mẽ hơn và phần vô lăng sẽ cứng lại một chút để tăng cảm giác về thể thao. Đối với phần Eco thì là phần chân ga nó sẽ nhẹ hơn thông thường và điều hòa nó cũng nhẹ hơn. Đối với chế độ lái Custom thì chúng ta sẽ bấm vào phần này. Chúng ta tùy chọn được 3 phần là hệ chuyển động này, đánh lái và điều hòa không khí. Ví dụ như là chuyển động là Sport là chân ga mạnh này. Đánh lái thì là Normal là vô lăng bình thường, nhẹ nhàng. Sport là cứng. Còn phần điều hòa không khí này, Normal là bình thường, còn Eco thì là tiết kiệm nhiên liệu. Là tùy chỉnh theo các nhu cầu sở thích cá nhân. Ví dụ như Hoàng muốn đi khỏe nhưng mà đánh lái vẫn nhẹ thì là Normal. Đánh lái Normal hệ chuyển động Sport, điều hòa bình thường. Đấy, đây chính là hệ thống Custom. Đây, chế độ lái này. Khi đã chọn Custom thì nó sẽ chọn đây. Đấy, đây là Custom. Ở trên các phiên bản Rex 350 Luxury này, S-Sport này hay là bản Rex 500H thì hệ thống treo của xe là dạng thích ứng thông minh với hệ thống treo được xử lý điện tử, điều khiển biến thiên theo từng điều kiện đường. Nó sẽ thay đổi trực tiếp ở trên chế độ lái. Ví dụ như là đây này, chế độ lái Sport này thì ngoài việc là động cơ và vô lăng nó cứng, nó khỏe thì trên hệ thống treo 4 bánh sẽ có thêm là nó đỏ, tức là nó sẽ làm tự động làm cứng cả 4 hệ thống treo, giúp cho chiếc xe hoạt động là mạnh mẽ, cứng vững và thể thao, nó thiên về tốc độ ấy. Còn nếu chúng ta để chế độ Normal thì hệ thống treo sẽ dạng bình thường, lúc này thì nó sẽ điều khiển điện tử biến thiên theo các điều kiện đường mà chúng ta đi qua. Ví dụ trong hệ thống Custom này, nó sẽ có thêm là tùy chỉnh hệ thống treo. Đấy. Sport tức là làm cứng cả hệ thống treo, còn Normal tức là làm gọi là hoạt động ổn định biến thiên ấy. Đây chính là lý do giúp cho chiếc xe của Lexus nổi tiếng sự êm ái đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với tính năng trong gói an toàn LS cộng 3 như là kiểm soát hành trình chủ động này, hỗ trợ theo dõi làn đường. Hiện tại thì tính năng ngắt động cơ khi dừng đỗ đang hoạt động. Đấy, thì động cơ đang dừng hoạt động và đặt vào ngắt máy. Đây là chữ A nó đang sáng này. Đấy. Và động cơ cũng không có nổ máy. Khi mà đây là lúc mà Xuân Hà đang chờ là xanh đèn đỏ dừng đỗ đấy. Ngoài ra mình sẽ dùng thêm tính năng auto hold, giữ phanh. Khi mà Hoàng nhả chân phanh ra là động cơ lại nổ tiếp. Nhưng lúc này là xe vẫn đang ở số D này. Và đang ở số D này. Nhưng mà chữ hold màu vàng, tức là tính năng đang hoạt động, cho nên là xe vẫn giữ phanh cho chúng ta. Bây giờ thì bắt đầu đèn xanh này. Thì chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ chân ga một chút là xe sẽ đi tiếp, mà lúc này chữ hold màu vàng đã biến mất. Đó. Hoặc đầu tiên Hoàng sẽ sử dụng tính năng là kiểm soát hành trình chủ động, tức là chế độ hành trình thích ứng ấy, thì nó sẽ nằm ở phần phía bên tay phải vô lăng này. Đầu tiên chúng ta cần kích hoạt tính năng
kiểm soát hành trình chủ động lên là bấm vào đây. Rồi, lúc này như quý vị thấy là đang có số 33 ở trên màn hình này. Tức là Hoàng đang cài đặt tốc độ là 33 km/h. Và khi có chữ nhân vật thì xe sẽ tự động là phanh, dừng đỗ. Và khi mà Hoàng đi với tốc độ cao hơn, ví dụ là Hoàng đang đi lên tốc độ là 43, Hoàng bấm một lần nữa thì xe đây 45, xe 45 và tính năng kiểm soát tốc độ chủ động sẽ tự động là phanh khi mà trước mặt có chướng ngại vật. Đây ạ, đây trước mặt có ô tô này. Phanh này. Đấy. Phanh. Ok. Lúc này thì xe sẽ hiển thị chế độ là waiting, chờ. Nếu mà xe dừng lâu hơn 3 giây thì mẫu xe sẽ chuyển sang chế độ waiting. Còn nếu mà xe phía trước mà đi tiếp xong khoảng tầm dưới 3 giây thì xe sẽ gọi là hoạt động tiếp theo tốc độ mà đồng tốc với xe phía trước. Lúc này là xe phía trước đi tiếp này thì chúng ta cần đạp ga để tiếp tục này. Đấy. Lúc này như quý vị thấy là xe đang hoạt động là 45 km/h và có hai vạch màu xanh hai bên, tức là hệ thống camera đã nhận diện được cái vạch cái làn hai bên để đi luôn cho xe đi giữa làn. Đấy. Hoàng đang cài tốc độ là 45 km/h nhưng tuy nhiên xe chỉ đi tốc độ thực tế là 43 bởi vì trước mặt là có phương tiện trên đường. Ví dụ Hoàng đang đặt tốc độ là 30 km/h cho chế độ ga hành trình thích ứng này, và muốn tăng tốc thì chúng ta sẽ bấm nút dấu cộng này, tăng này 31, 32 này. Đấy. Thì xe sẽ đi nhanh hơn theo cái tốc độ chúng ta cài đặt sẵn và sẽ tự động là phanh hay giảm tốc độ khi mà có chướng ngại vật. Đấy. Khi mà Hoàng định xi nhan sang làn thì có cái xe phía trước nó lao tới, cho nên là nó cảnh báo bảo chúng ta và nó sẽ tự động đánh lại cái vô lăng và khi chúng ta định chuyển làn ấy, để tránh việc là nếu chúng ta có xi nhan sang làn mà xe phía sau đâm vào thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, đây là tính năng an toàn mới trên hệ thống của gói an toàn LS+3. Hiện tại Hoàng đang đặt tốc độ là 45 km/h và xe đang đi thực tế là 45 km này, 46 này. Đấy. Đấy, khi mà Hoàng xi nhan trái có cái xe đằng sau, xe máy lao tới này. Đấy, nó báo luôn cái tiếng kêu ấy để cho mình biết được là đằng sau có xe lao tới. Ví dụ bên phải này. Đấy, lại có một cái xe tải bên phải này, nó đang đi qua này. Thì nó báo cho Hoàng biết là bên phải vẫn có chướng ngại vật. Đấy, đây này. Đấy. Rất an toàn. Và lúc này là quý chị nhìn thấy là trên màn hình này nó có cái hình ô tô nó chuyển làn qua, nó báo cho mình biết là trước mặt mình đang có phương tiện đó. Đây này. Đấy. Đấy. Phương tiện cắt vào trên đằng trước này, nhận diện được phương tiện đấy. Và bốn vạch này ở tốc độ 100 km/h sẽ tương ứng là bốn vạch là 80m này, ba vạch là 50m này, hai vạch là 40m và một vạch là 30m. Cái khoảng cách an toàn để hệ thống phanh hoạt động tốt nhất. Nếu mà muốn tăng tốc hơn thì nó giữ chặt này, mỗi lần giữ chặt sẽ là 5 km này. Đấy. Và khi chúng ta đạp phanh thì cái tính năng ga tự động nó sẽ biến mất mỗi khi chúng ta đạp phanh hoặc là bấm nút cancel này. Và nếu chúng ta muốn khi mà chúng ta thoát khỏi cái tình huống mà chúng ta đạp phanh ấy, mà bình thường rồi ấy, lưu thông bình thường thì chúng ta muốn đặt lại cái tốc độ mà chúng ta vừa chọn ấy, thì ở trên phần vô lăng chúng ta bấm chữ rest này, thành ra bấm rest thì cái số 60 nó lại sáng lên này. Thì đây chính là cái tốc độ mà Hoàng vừa đặt, thì xe sẽ tiếp tục đi lên tốc độ 60 km/h. Tính năng này thì hoạt động tốt nhất ở trên đường cao tốc, còn đi phố thông thường thì chúng ta có lẽ cũng không cần thiết phải dùng lắm tính năng này. Lúc này là Hoàng đã bật tính năng là hỗ trợ đi đúng làn, thì như quý vị thấy là cái bàn hàng làn hai bên màu xanh, tức là camera đã bật, đã nhận diện được cái tín hiệu làn và nó sẽ chủ động là cho chúng ta đi giữa cái làn đường. Đấy. Luôn luôn đi giữa làn, rất an toàn. Và khi chúng ta có chuyển làn mà không xi nhan thì nó tự động là cảnh báo cũng như là hỗ trợ đánh lại làn của chúng ta. Đây này. Nhiệm vụ chúng ta là đặt tay vô lăng thôi. Quý anh chị lưu ý là chiếc xe sẽ có hai tính năng về ga tự động. Thứ nhất là ga tự động và có thích ứng như Hoàng vừa sử dụng. Tức là nó sẽ tự ga mà nó sẽ tự hỗ trợ phanh khi và giảm tốc độ khi có chướng ngại vật. Còn chế độ thứ hai là ga tự động mà không có gọi là phanh tự động ấy. Ví dụ nhá, đây là nút mốt này. Tức là bấm nút mốt này. Hành trình thích nghi này, một lần nữa mốt này là chế độ điều khiển hành trình. Thì chế độ điều khiển hành trình nó sẽ cách dùng giống như cái tính năng hành trình thích nghi, nhưng mà nó sẽ không có tự động phanh khi mà chúng ta gặp chướng ngại vật. Đấy, nó khác nhau. Thì chúng ta luôn luôn để ý là dùng cái tính năng là hành trình thích nghi. Và bây giờ là tính năng LS+3 sử dụng ở trên vô lăng đối với các phiên bản cao cấp. Bởi vì các phiên bản cao cấp thì cái vô lăng của xe là dạng điều khiển cảm ứng.
dựa trên màn hình HUD trên kính lái. Thế cho nên cách sử dụng sẽ khác so với phiên bản premium mà Hoàng vừa hướng dẫn cho quý anh chị. Đầu tiên, để mà dùng tính năng LS+3 bao gồm có tính năng như là đi đúng làn này, hỗ trợ xe đi đúng làn này, kiểm soát hành trình chủ động này, thì cần phải dùng ở trên này. Nhưng mà tính năng nó sẽ ẩn đi. Để mà khởi động thì chúng ta cần phải về số D và bật tính năng lên ở trên màn hình HUD. Như quý anh chị thấy này, đầu tiên là Hoàng đang di tay và thấy này, đây là cách, ví dụ như là cái nút mode này này, đây là hỗ trợ lái, ví dụ chế độ hành trình thích nghi, chế độ điều khiển hành trình. Thì đối với điều khiển hành trình là tính năng ga tự động, nhưng mà sẽ không có phần tự động là giảm tốc độ khi mà có phương tiện. Còn tính năng chế độ hành trình thích nghi chính là tính năng DRCC, tức là kiểm soát tốc độ tự động. Thì chúng ta sẽ ga tự động và có kiểm soát tốc độ khi mà có chướng ngại vật. Thì quý vị nhớ là chúng ta hãy dùng tính năng này nhé, bằng cách là bấm nút mode này để chuyển qua chuyển lại giữa hai tính năng này. Ok, thì bây giờ để mà dùng được tính năng này thì chúng ta phải bật bằng cách là dùng cái nút là chế độ hành trình thích nghi là bên tay màu trắng này, nó đang nổi này, đấy, phải bật lên. Nhưng bây giờ phải đi mới bật được tính năng này nhá. Hoàng sẽ đi này, bật này, đấy, ví dụ mặc định là 30 cây. Đấy. Lúc này thì sẽ có dấu cộng, dấu trừ để tăng và giảm tốc độ. Đấy, trừ là tăng. Và khi chúng ta đạp phanh nó mất tính năng này thì lúc này sẽ có chữ rest, và để tức là để restart lại cái tính năng vừa rồi. Ví dụ bấm restart này, nó sẽ tự động bật lên này. Đấy, bật lên. Số 30 màu xanh tức là đang cài đặt tốc độ 30, còn 13 là tốc độ là thực tế. Ví dụ chúng ta muốn đi tốc độ cao hơn thì sẽ tăng lên. Đấy, tăng lên này, giảm đi này. Khi chúng ta đang dùng tính năng ga tự động mà chúng ta đạp phanh thì nó sẽ mất tính năng này và sẽ có chữ rest, tức là restart. Thì chúng ta bấm restart, nó sẽ mặc định là bật lại cái tốc độ mà chúng ta vừa cài đặt. Đấy. Và để chỉnh khoảng cách, giữ khoảng cách xa gần thì sẽ là sẽ có 4 vạch, 3 vạch, 2 vạch và 1 vạch. Tương ứng ở cái tốc độ 100 km/h thì 4 vạch sẽ là khoảng cách là 80m, 3 vạch là 50m, 2 vạch là 40m và 1 vạch là 30m. Còn trong điều kiện đi tốc độ trong phố thì có sẽ ở dưới tốc độ dưới 100 cây thì cái khoảng cách nó sẽ khác nhau. Đây. Đây chính là màu trắng này, đây chính là khoảng cách này, 321 này. Giữa trước mặt có cái xe này sẽ dừng lại này. Đấy. Và biểu tượng màu trắng đang hiển thị đây chính là bật tắt tính năng hỗ trợ đi đúng làn. Đấy. Và ở trên các phiên bản cao cấp như là ba bản Rex 350 Luxury này, 350 Sport hay là Rex 500H thì hệ thống camera của xe sẽ là cam 360 với tính năng nhìn xuyên gầm. Thông thường khi chúng ta ở về số D hay số lùi thì ở tốc độ thấp thì mặc định là cam 360 sẽ hiển thị lên. Hoàng sẽ ví dụ ngay đây, đầu tiên là vào số D này. Thì đây chính là phần camera 360 của xe. Camera 360 sẽ có tính năng là xuyên gầm khi chúng ta đi hết chiều dài của xe. Hoàng sẽ ví dụ nhé. Khi chúng ta đi này, lăn bánh này, hình ô tô biến mất và bao chỉnh nó sẽ hình biến mất dần dần này. Và khi đi hết chiều dài của xe nó sẽ chỉ còn 4 bánh thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn rõ được 4 bánh đang lăn trên cái gì. Ví dụ như là nhìn đằng trước này, chúng ta chỉ cần bấm lên phía trên này. Đây chính là bánh đằng trước này. Và chúng ta lái này, đấy, chúng ta sẽ biết là chúng ta lăn bánh ở trên và như thế nào. Đấy. Và khi lùi này, lùi này, hoặc là bấm vào phía lùi này để nhìn rõ đằng sau này. Đấy, lùi này. Đấy. Rất là dễ đúng không? Vừa rồi là tính năng phanh khẩn cấp khi chúng ta lùi, bởi vì đằng sau có một chị lao công bên Lexus Thăng Long đang lau xe, lau làn nền phía sau, thế cho nên nó bị hệ thống radar phía sau đã phát hiện có người, cho nên đã tự động là phanh khẩn cấp để giúp chúng ta là tránh việc chúng ta lùi tiếp thì sẽ lao thẳng vào người chị ấy, là gây ra một tiếng tai nạn rất là an toàn. Và sau khi không còn chướng ngại vật nữa thì xe lại lùi tiếp tục. Và nếu quý anh chị mà khi chúng ta dùng mà chúng ta không thấy hiển thị cam 360 khi chúng ta chuyển số D hay số ở tốc độ thấp thì tức là tính năng tự động bật cam liên kết với cần số đã tắt đi. Lúc này chúng ta cần phải bật lại. Ví dụ như tình huống này nhé, khi Hoàng chuyển số này, số D này, không có cam 360, tức là chúng ta đã vô tình tắt đi tính năng tự động liên kết với cần số, thì chúng ta cần phải bật lại bằng cách là ở vị trí số D chúng ta bấm vào nút view. Đấy ạ, nút view này.
Đây chính là màn hình cam 360. Và quý vị để ý là cái chữ A này, nó đang có một cái gạch chéo, tức là tắt tính năng tự động rồi. Thì chúng ta bật lên. Rồi, bật lên. Lúc này thì khi chúng ta dừng lại, bấm P dừng đỗ này, và chúng ta lại chuyển số D này, thì cam 360 lại tự động lên. Đấy, rất là thuận tiện khi chúng ta sử dụng xe. Đối với những chiếc xe phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm một tính năng nữa liên kết với cam 360, đó chính là ra khỏi chỗ đỗ tự động và lùi chuồng tự động. Đầu tiên là hệ thống ra khỏi chỗ đỗ tự động. Tính năng này sẽ hoạt động khi chúng ta ở vị trí ở số P, cần số ở vị trí P. Ví dụ như là xe chúng ta đang đỗ ở trong lốt đỗ xe này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm một nút view, nút cạnh chữ view là chữ P này. Bấm chữ P này. Lúc này là màn hình nói là bàn đạp phanh phải được nhấn phanh rồi. Sau đó chúng ta sẽ có hai hướng là sang trái này và sang phải. Nút xanh là thể hiện cho chúng ta đang chọn vị trí nào. Ví dụ hoặc là muốn sang rẽ trái, ra khỏi chỗ đỗ sang hướng bên trái thì bấm một nút trái để nó xanh này. Rồi chúng ta sẽ bấm chữ bắt đầu và chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn của xe. Nhả phanh để di chuyển, tức là nhả phanh chân này, hoặc là nhả phanh chân ra này, nhả phanh chân này. Rồi xe tự động này ra phía trước này, lên ra trước một chút này. Rồi nhấn bàn đạp phanh này, phải nhấn bàn đạp phanh này và kiểm tra lối đi của xe để đảm bảo an toàn, tức là chúng ta phải nhìn sang trái, nhìn sang phải để xem có chướng ngại vật không này. Rồi sau khi nhìn sang trái sang phải mà không có chướng ngại vật thì xe đã yêu cầu là nhả phanh để di chuyển này, nhả phanh này. Đó. Tự đánh lái, tự chuyển số. Rồi bây giờ thì khi mà xe ra khỏi chỗ đỗ rồi thì chúng ta sẽ mặc định là chúng ta đi thôi, rất đơn giản. Và bây giờ là tính năng là lùi chuồng tự động, tức là tự động lùi chuồng vào chỗ đỗ. Thì trước mặt của chúng ta là những cái nốt đỗ xe trước mặt này. Đấy, bây giờ Hoàng sẽ thao tác là cho chiếc xe là tự động lùi vào các ô đỗ ở trước mặt kia. Và để mà thao tác được lùi chuồng tự động thì đầu tiên chúng ta cần phải là vị trí số là ở vị trí không phải là số P. Thì chúng ta sẽ ở số D nhé. Đầu tiên chuyển số D này. Chúng ta di chuyển đến vuông góc với cả vị trí nốt đỗ. Đây ạ, quý anh chị nhìn này, vừa cam 360 vào trên màn hình chính này. Đấy. Khi mà xe chúng ta gần vuông góc rồi thì phương tiện sẽ tự động là nhận diện được cái ô nốt đỗ. Ví dụ như thế này, đây là cái nốt đỗ này. Đấy. Thì bây giờ Hoàng sẽ bấm vẫn là số D và Hoàng bấm vào vị trí nút P này. Bấm nút này. Xe sẽ hiểu là cần đỗ và trên màn hình báo là có hai nốt đỗ, nốt trong và nốt ngoài. Chính là cái nốt mà chúng ta cần phải đỗ. Ví dụ đây là nốt ở trên này, đây nốt ở dưới này. Ok chưa? Ví dụ Hoàng sẽ đỗ đây là đỗ song song. Rồi chúng ta bấm bắt đầu này. Xe yêu cầu là nhả phanh để di chuyển, nhả phanh. Số tự chuyển này. Tự đánh lái này. Đấy. Đây là chuyển số lùi này, xe tự động chuyển số lùi này. Đấy. Tự đánh lái và chúng ta sẽ lùi đúng cái ô màu xanh ở trên màn hình đấy, ô giả lập ấy. Một tính năng rất là tốt dành cho các quý anh chị, đặc biệt là các chị khi chúng ta lùi vào chỗ đỗ mà ở cái vị trí mà nó hơi hẹp một chút. Rồi, ô tô đã đỗ đúng vào ô màu xanh và đây là một cái cam xung quanh của xe, gọi là mắt thần ấy. Đấy. Kết thúc. Và mọi thao tác như là chuyển số điện tử này hay đánh lái này đều do chiếc xe tự động hoạt động. Một tính năng rất tốt, rất hay của Lexus. Tính năng lùi chuồng tự động ấy thì chiếc xe sẽ mặc định là lùi chuồng vào những cái khu như là song song, vuông góc hay cả chéo. Miễn là cái khoảng cách ở chỗ trống đó đủ để chúng ta đỗ được xe thì mặc định là sẽ dùng được. Và những cái tính năng an toàn hỗ trợ của xe thì đôi khi nó sẽ làm cho quý anh chị là hơi bất tiện trong quá trình sử dụng. Ví dụ như là đóng mở cửa mà nó tự động nó khóa khi mà có phương tiện lao tới, hay là phanh đằng sau tự động. Thì trong một số điều kiện thì quý anh chị có thể tắt đi bằng cách là chúng ta bấm vào phần hình ô tô này, bấm vào phần hỗ trợ lái xe này. Đây chính là những cái tính năng an toàn mà mặc định của xe. Ví dụ như là hệ thống tiền va chạm là phanh đằng trước này, cảnh báo đèn mù là cảnh báo trên gương này, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn này, cảm biến quanh xe này, cảnh báo lệch làn này, cảnh báo phương tiện cắt ngang này, trợ phanh khi đậu xe, tức là phanh tự động khi lùi. Lúc nãy chúng ta đã thử tính năng phanh tự động khi lùi rồi. Và ví dụ như là chúng ta muốn tắt cái tính năng ấy đi thì chỉ cần bấm vào đây là tắt này. Lúc này trên màn hình sau vô lăng nó sẽ báo luôn là phanh hỗ trợ đỗ xe đã tắt và sẽ có một cái đèn màu vàng nữa.
đây là cái tính năng mà nó mặc định là nó sẽ cảnh báo khi chúng ta tắt những cái tính năng an toàn. Bởi vì bản thân chiếc xe chúng tôi mong muốn là quý khách hàng sử dụng xe luôn luôn là trong tình trạng là an toàn nhất. Đấy. Nên khi chúng ta tắt bất kỳ một tính năng nào đó đi thì sẽ có đèn cảnh báo ở phía màn hình sau vô lăng. Và đây là đèn cảnh báo chứ không phải là nó báo hiệu là xe chúng ta đang lỗi đâu, mà chúng ta đang tắt những cái tính năng ấy đi. Và vừa rồi đó chính là toàn bộ clip hướng dẫn sử dụng xe Lexus RX. Đây là một clip rất dài. Hoàng rất là cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi hết clip này. Hoàng cũng rất là mong clip này sẽ giúp cho quý anh chị là hiểu rõ hơn trong quá trình sử dụng xe. Và đối với những anh chị mà còn đang phân vân chưa biết xe như thế nào, đấy cũng là một clip để mang tới cho quý anh chị là góc nhìn về cách sử dụng xe cũng như là các tính năng an toàn của xe. Hoàng rất là mong nhận được sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn trong quá trình mua xe. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.